của Fairfield Police Station. Tiết trời ấm áp, vạn vật đổi mới, muôn hoa đua nở, lòng người rộn ràng, đầy niềm tin vui để chào đón xuân về. Và giao thừa là cái thời phút tiễn năm cũ để đón mừng năm mới. Giờ giao thời này được xem như giờ phút linh thiêng vì mong cầu của những tấm lòng thành trước bàn thờ quốc tổ sẽ được tội nguyện. Đây là giờ phút mà tổ tiên các bậc tiền nhân về chiến giáo với con cháu đạt thành, nhìn thấy con cháu quay quần trong an vui hạnh phúc nên tập tục đón Tết Nguyên Đán, là một nét son nổi bật trong nền văn hiến của dân tộc. Mỗi lần kính lễ quốc tổ và các bậc tiền nhân cũng như chúc lành đến tất cả quý vị có mặt ở đây. Chúng tôi xin mời tất cả quý quan khách, quý thân hữu bước vào nhà thờ cổ để chúng ta bắt. Bước vào vị trí hành lễ. Từ
những mùa xuân thời bình minh riêng biệt. Trải mấy ngàn năm xuân vẫn đến đúng kỳ, xuân càng đầy trong mắt chị, trên môi em xuân bùng cháy, trong tim anh, trong lòng mẹ. Xuân trải đồng đừng lan tràn biển cả, xuân chảy về Nam an lạc muôn nhà. Xuân vang lên mấy nghìn năm ôi kỳ tích. Xuân mê linh dù ngắn ngủi vẫn oai hùng. Xuân Thăng Long trong muôn vàng gian khổ vẫn bền gan giữ vững mảnh gian sang. Nhưng tiếc thay công tạo vòng xoay sinh bị thái, sau mùa xuân kỷ dậu hào hùng, chúa xuân buồn bã như quên Tết, nên bao năm đến thật hững hờ. Và đã 70 năm qua, khi máu đồng bào thay cho màu pháo, thì mùa lên mà xuân lại không về. Trong giây phút linh thiêng, u linh tên trường tịch liệt vị. Phù hộ độ trì cháu gái xứng danh con cháu triệu trưng, cháu trai không hổ truyền nhân hồng lạc, cho cờ tự chủ lại bay cao phất phới, cho hồn văn hiến chuyển mình như rồng hiên bay bổng, để mắt trẻ được rạng ngời hạnh phúc, để phụ nữ khỏi bán mình làm nô lệ, để tuổi trẻ với trái tim bừng cháy, để môi mẹ nở nụ cười mãn nguyện, để những mùa xuân lại về trên quê hương, và mãi mãi sẽ là những mùa xuân văn hiến. Và cuối cùng, xin ơn đức tổ tiên cho tất cả đồng bào được thân tâm an lạc, với tâm sáng ý lành cùng cất lời khẩn nguyện. Việt Nam muôn thuở là nhà, núi sông một dãy thiết tha từng người. Người ơi, xin quyết một lời, dừng xung kết Tết rạng ngời Việt Nam. Lòng thành khấn nguyện, kính xin chấp hưởng.
ơi, đang thần linh hương, đầu tiên xin mời quý vị vô lại. Chúng tôi ước mơ Việt Nam sẽ không còn những trại tù giam cầm những người bất đồng chính kiến hay những anh chị em đang dấn thân đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ của dân tộc. Chúng tôi ước mơ đất nước sẽ không còn làn sóng dân oan bị bọn cường hào tham bá cưỡng chiếm đất đai. Chúng tôi ước mơ được tình giáo dục đầy nhân bản, đầy tình người để đẩy lùi bóng tối của tội ác đang trùm phủ trên quê hương. Chúng tôi không ước mơ Việt Nam sẽ trở thành một siêu cường như nước Úc, mà chỉ mơ có một mơ ước nhỏ nhoi là dân tộc Việt có thể vui sống an bình và hạnh phúc trường tồn. Chúng tôi tin rằng rất nhiều quý vị hiện diện trong buổi giao thừa tối nay cũng có một vài ước mơ nói trên. Chính vì thế, trong đêm giao thừa thiêng liêng này, chúng tôi chân thành cầu chúc các ước mơ nói trên sẽ trở thành hiện thực trong năm Bính Thân 2016. Và cuối cùng, một lần nữa xin thay mặt cho tập hợp đồng tâm kính chúc tất cả quý vị một năm mới đầy an lành, sức khỏe dồi dào và mọi điều như ý. Xin chúc cho các em, các cháu thành công trong công danh sự nghiệp để làm rạng danh chống nòi Việt Nam. Xin chúc quý vị một đêm giao thừa vui vẻ. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Police Force in Việt Nam. I can tell you, it's extremely different from
returns for Australia. And we are very, very thankful for Australia for doing this. Both and you are the president. Thưa ông Lý Minh Hùng, quý vị trong ban tổ chức, quý vị trong hội quán võ thuật Đồng Tâm, thưa ông Dương Hiệp, trong đoàn ban nghi lễ nhà thờ Quốc Tổ, thưa ông Rudy Trinis từ Fairview Police Station, ông Paul Huy Nguyễn, chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách của New Wales, nghị viên thường nhân, luật sư Đào Văn Dực và quý vị đại diện các hội đoàn một thể cơ quan truyền thông phụ nữ, chúng tôi xin đại diện cho ban chấp hành hội đoàn tự do liên đoàn Úc Châu cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi tham dự lễ đón giao thừa mừng xuân tính thân ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cộng đồng người Việt Việt Nam cộng sản Việt Nam của chúng ta luôn cố gắng duy trì, bảo tồn và phát huy văn hóa của chúng ta dân tộc Việt trong nhiều thập niên qua, và đã giúp và hỗ trợ chúng tôi đặc biệt trong thời gian chúng tôi trong vai trò chủ tịch ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do của bang New South Wales. Trước thềm năm mới, chúng tôi đại diện cho ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu xin kính chúc hội quán võ thuật Đồng Tâm và nghi lễ nhà thờ Quốc Tổ và toàn thể quý vị năm mới bình thân, an khang, hạnh phúc, mạnh khỏe và vạn sự như ý. Fairfield LAC, we have a few words for this very, very special occasion. Please, come forward. My microphones, you can all hear me? Yeah! First of all, I'd like to apologise for my lateness. I went to the wrong place, they sent me to the wrong place. I would just like to thank the Vietnamese community for inviting the New South Wales Police that I have represented and will represent for a few more years. I've been in the job for 30 years now, so I've represented. I worked at Cabramatta for 13 years. And I know what the Vietnamese community can do and what they have done. Be proud of your heritage, be proud of your community, educate the kids. Because I also come from a migrant place. I was a migrant, I came to Australia when I was 5 years old. I am 57 now, so Australia, New South Wales is my home. I'm proud of being Australian, but I'm proud of my heritage. I also grew up, or was born into a dictatorship called the previous country of Yugoslavia. So I know what it is to suffer under a communistic regime, and my father and mother escaped that along with me. So I know what the Vietnamese community is going with, and I hope that it comes to your country soon. Saying that, I wish you a very, very happy new year and prosperous year of the monkey. Thank you for inviting me. Dạ, xin mời anh Trần Nhân, xin mời bác hội đại trưởng. Cái gì sao cũng có cho họ làm cái gì đâu. Hey. Overtime next week. Happy New Year's handshake. Good boy. Xin tiến tới phần cuối cùng là cái phần đó của dịch. Thì theo kinh dịch thì mọi việc trên đời đều biến chuyển không ngừng nghỉ. Những sinh khỏe đầu năm để biết thời vận trong năm mới. Quẻ dịch có linh thiêng hay không là do cái lòng của chúng ta khi mà chúng ta thắng
trước bàn thờ tổ trước khi có bệnh. Do đó xin quý vị vui lòng dâng hương